đường á. Bây giờ ra đường, con có một túi đạo đức và một túi tiền, thì mày chọn túi nào? Không phải suy nghĩ nhiều, con sẽ nhận túi tiền. Ôi giời ơi, mày ấy đúng là một thằng tham lam. Ừ. Nhặt suốt ngày tiền rồi. Như mẹ ấy, là mẹ nhặt túi đạo đức đấy. Ê, con tưởng ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy mà. Hóa ra mẹ thiếu đạo đức à? Hóa ra mẹ thiếu đạo đức à?